Vâng, còn cập nhật mới nhất về vụ việc nữ sinh ở Thanh Hóa trộm chiếc chân váy ngắn bị chủ shop Mai Hường đánh đập cắt tóc và cắt áo ngực. Thông tin mà phóng viên chào buổi tối nắm được thì trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện nhiều sản phẩm tại shop quần áo Mai Hường có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và hiện nay công an Thanh Hóa đang tiến hành điều tra và nếu có thể có dấu hiệu trốn thuế thì sẽ khởi tố vụ án này. Cụ thể trong đêm ngày 3 tháng 12, công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét cửa hàng thời trang này, đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa bao gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ hàng hóa ước tính khoảng 5 tấn của cửa hàng đã được lực lượng công an đưa lên xe tải trở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra và làm rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo lãnh đạo phường Lam Sơn, công an chỉ thu giữ những quần áo không có nhãn hiệu, hóa đơn và nguồn gốc xuất xứ. Chỉ còn lại quần áo made in Việt Nam có hóa đơn chứng từ thì lại không bị thu. Hiện nay thì việc điều tra đang được công an Thanh Hóa triển khai quyết liệt thực hiện đúng quy định pháp luật và nếu có dấu hiệu trốn thuế thì sẽ khởi tố vụ án liên quan đến sự việc này, lãnh đạo cục quản lý thị trường thanh hóa cho biết từ đầu năm đến nay đơn vị này chưa kiểm tra hóa xốp thời trang này. đơn vị chỉ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có kế hoạch từ trước. và sau khi hai vợ chồng chủ Sốp Mai Hương bị khởi tố, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin cho rằng anh trai của vợ chồng chủ shop nhắn tin đe dọa gia đình nữ sinh 17 tuổi này. À, tuy nhiên thì mẹ nữ sinh cho biết đến thời điểm này thì gia đình bà chưa nhận bất cứ tin nhắn hay là cuộc gọi nào từ phía gia đình vợ chồng chủ shop Mai Hương. Và nội dung tin nhắn như thông tin trên mạng là không đúng sự thật. Và nếu có thông tin trên thì gia đình bà sẽ ngay lập tức báo cho công an để họ nắm được sự việc cũng như là có biện pháp bảo vệ gia đình mình khi mà cần thiết.